là loại điếu gang đơn ở ngoài nha, có thể thay thế cho tất cả các cái loại điếu ga thường này nè. Rất là nhiều loại, các bạn có thể liên hệ qua Zalo của mình sẽ tư vấn cụ thể cho nha. Độ bền của nó cao hơn nhiều so với mấy cái điếu inox nha. Cái dày nó nặng á, đặc biệt là nó có mặt gốm thay nữa mà. Cái này gần 700 gram.